Hãy lắng nghe lời tâm sự được coi là lời trăn trối của Steve Jobs, nhà sáng lập và là linh hồn của hãng Apple. Trong mắt người khác, cuộc sống của tôi là mẫu mực của sự thành công. Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có rất ít niềm vui. Tôi nhận ra rằng tất cả sự công nhận và giàu có mà tôi đã từng tự hào và mất rất nhiều năm tháng tuổi trẻ để có, đã dần trở nên vô nghĩa. Hãy trân trọng tình yêu dành cho gia đình bạn, tình yêu dành cho người bạn đời của bạn, tình yêu cho bạn bè, hãy đối xử tốt với chính mình. Ừ, phải làm cho nhanh, làm cho xong, để nghỉ ngơi nữa chứ. Nhưng sự thật là ta đâu có nghỉ ngơi, hết cái này ta lại chụp bắt cái khác. Nhiều khi không phải do ta chán A hay khoái B, mà chỉ đơn giản là thói quen. Thói quen thấy việc gì cũng muốn làm, thói quen không biết thưởng thức, thói quen không tin những công việc nhỏ có thể mang lại niềm vui, thói quen làm việc chỉ vì bổn phận phải làm đã hình thành quá lâu trong máu thịt nên không dễ gì lấy ra. Đi vội về B cũng có khi là do lo lắng sợ hãi, vì sợ A không đủ tạo ra hạnh phúc nên phải kiếm thêm B, phải nắm lấy B thì mới yên tâm. Đi vội về B cũng có khi vì lòng tham, thấy A cũng hạnh phúc nhưng nếu có B thì sẽ hạnh phúc hơn. Sống vội, tuy nắm bắt được nhiều thứ, nhưng nó cũng hủy diệt nhiều thứ. Trong đó có năng lượng và để lại khoảng trống rất lớn của sự chán nản và nhạt nhẽo. Hãy thử sống chắc trong từng công việc, từng khoảnh khắc, từng cơ hội tiếp xúc với sự sống, xem phẩm chất đời sống của ta có cải thiện hơn không. Chúng ta cùng thực hành quan sát cảm xúc một chút, rồi chúng ta có thể nhìn lại một ngày đã trôi qua, biết ơn những điều mà chúng ta đã gặp trong ngày, cùng quán chiếu lại hơi thở và hít thở thật sâu, có thể thiền một chút rồi chúng ta ngủ ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video cũng như có những lời khen dành cho Kim Ngân. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chúc cho các bạn buổi tối ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp và hẹn gặp lại các bạn ở những buổi chia sẻ khác. Xin chào và hẹn gặp lại.